erotic attraction. Un gusto gay. Is it good? Mm-hmm. Oh, that was good chicken? Yes. Rice. Rice. Broccoli. My own pickles. You make your pickle yourself, eh? Yes. Okay. Cauliflower. Steam vegetable. Okay. Thưa đây các bạn, mời các bạn dùng cơm. Cái món này là món dưa cải là bà xã muối. Chúc các bạn ngày thứ năm vui vẻ. Boy cat ban, I'm coming. Ăn gì? Này ăn gì đây? Cơm. Cơm ở với cái gì đây? Thịt heo. Heo xào với rau mướp. Mướp với ớt hay là canh. Canh này là canh gì đây? Canh rau đay. Canh rau đay với nấu với thịt heo. Thịt cơm. Very good.